Tâm bão bóng đá đêm qua nằm tại Etihad, nơi vòng 23 Premier League chứng kiến trận derby Manchester, mà sự quan tâm của giới mộ điều ngày càng lớn dần sát vào bóng lăn. Mọi dự đoán và nhận định đều cho rằng Man City sẽ có một trận cầu hết sức dễ chơi trên sân nhà, còn Man United chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn đối thủ vùi dập mình với tỷ số đậm. Và nói như thế nào mới phải khi mà trận cầu Super Sunday đã diễn ra theo một kịch bản độc lạ nhất trong vài năm trở lại đây, với vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Một đội dẫn trước một hiệp đấu mà vẫn là chiến thắng đậm đà dành cho thầy trò của Pep Guardiola. Tưởng chừng hình ảnh Man United quật cường trong trận lượt về trước Man City ở mùa trước của thầy trò Erik ten Hag sẽ được tái hiện, thì họ chỉ làm được phân nửa trước khi sụp đổ nặng nề bởi bài toán nhân sự hóc búa. Man City cuối cùng vượt qua Man United với tỷ số 3-1 và vẫn luôn có rất nhiều điều để nói khi màn đỏ sức tại Derby Manchester khép lại dù kết quả có như thế nào. Haaland, Rashford như anh em ruột đều sinh sống và làm việc tại thành phố Manchester, nhưng vì thi đấu khác nhau trong hai màu áo xanh và đỏ, hoàn toàn không có sự liên kết nào diễn ra giữa Haaland và Rashford, kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ấy vậy mà tới vòng 27, hai ngôi sao số 1 của hai câu lạc bộ chẳng biết bằng cách nào lại giống nhau một cách lạ thường bởi những màn trình diễn chê không được mà khen cũng không xong. Đầu tiên là Rashford, cầu thủ đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng giành trọn vẹn 3 điểm của Man City với siêu phẩm hiếm có bậc nhất thế giới, bất ngờ diễn ra ngay phút thứ 8 khi Man United tổ chức một tình huống phản công. Bruno Fernandes trả bóng ngược lại để Rashford dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Chưa kịp để mọi người ngờ vực về khả năng sút tệ hại như mọi khi, Rashford đã khiến cho khán giả tại Etihad phải tròn mắt khi tạo nên một cú na đai bắt tầm xa điểm 10 chất lượng, không cho Ederson bất kỳ cơ hội cản phá nào. Kyle Walker, siêu phẩm của Marcus Rashford, có chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,03. Tức là khi mà tiền đạo của Man United sút 100 lần tương tự thì chỉ có 3 pha thành bàn. Và chẳng thể nào tin được, chính cầu thủ đang có phong độ ở mức âm ti trên hàng công của Man United với 5 bàn sau 25 trận lại có thể lập được một siêu phẩm để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước City khi đội hình của Guardiola còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng sau khi ghi bàn, Rashford lại nhanh chóng quay trở lại bản năng vô dụng của mình với nhiều cơ hội có thể giúp anh nâng cao thành tích ghi bàn tại Etihad, lại trở thành những tình huống bỏ lỡ trời ở đất hỡi. Điều này chắc hẳn đang dây vò Rashford vì Man United không thắng, cũng vì ngày hôm nay anh đã không làm tốt hơn thêm một lần nào nữa. Nhìn sang phía City, Rashford như có một cậu em trai thất lạc, tuy là khác màu da nhưng cũng biết cách tấu hài. Erling Haaland, do United đang gặp khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ nên Ten Hag buộc phải bố trí đến tận 3 trung vệ trong sơ đồ Lindelof chơi phải giặc biên, trong khi phía trong Ten Hag dựng nên hai cây sào là Varane và Johnny Evans để tránh việc Haaland bay như chim mà không có ai ngăn cản. Thậm chí ngay trên hàng thủ là hai tiền vệ trụ Casemiro và McTominay sẵn sàng lui về ứng cứu, tránh việc bóng dồ ra để tiền đạo của Marcelino vào đá bồi. Mọi thứ được thiết lập và từ đó Haaland tan hình trong gần như cả hiệp 1. Mà phải chi như vậy cũng tốt, vì ở phút 45 khi cơ hội tìm đến chân sút người Na Uy, sau khi Phil Foden treo bóng vừa tầm loại bỏ cả hàng thủ Man United lẫn Andre Onana, bất kỳ ai cũng sẽ thấy đó rõ ràng là một bàn thắng sang bằng cho Man City. Thì Haaland, một siêu tiền đạo, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League, lại như chê bai rằng cơ hội này dễ quá, anh không ham nên sút thẳng lên khán đài. Sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn tiếp diễn khi Haaland bị chăm sóc rất kỹ lưỡng. May cho tiền đạo sinh năm 2000 là Sofyan Amrabat đã mắc sai lầm ở cuối trận để Rodri đoạt bóng và kiến tạo cho Haaland ghi bàn. Lần này thì bản năng sát thủ của tiền đạo người Na Uy đã trỗi dậy đúng lúc với cái lồng trong trần trái cực mịn của mình để ấn định chiến thắng 3-1. Mặc dù vậy, thì với việc chơi M5, tấu hài kèm với bàn thắng, Haaland cũng như Rashford bên đầu kia sân chỉ chơi ở mức tạm chấp nhận được, dù trước đó ai cũng nghĩ học trò cưng của Guardiola có thể sở hữu 2-3 bàn trong trận derby này. Bruno cỡ này, De Bruyne cỡ nào? Để nói một cách máy móc nhất thì trong trận Super Sunday, Bruno đã có cho riêng mình một kiến tạo, trong khi De Bruyne lại không có lần in dấu giày nào vào cả 3 pha lập công của City. Tuy nhiên, khi mà 90 phút tại Etihad hạ màn, nhạc trưởng người Bỉ lại được SofaScore
dành cho tận 8,4 điểm, trong khi người đồng nghiệp cùng vai trò bên kia chiến tuyến chỉ nhận về có 7,1 điểm mà thôi. Nguyên nhân nào để De Bruyne vượt lên trên Bruno trong tình cảnh đó thì phải nhìn vào sự đóng góp trên sân, chứ không phải một tình huống duy nhất. Sau khi kiến tạo cho Rashford ghi bàn, Man United phải lùi về phòng thủ, mà Bruno cũng không có nhiều bóng trong chân. Nhiều vấn đề ở đây là mỗi đợt phản công của United đều bị chậm nhịp với hàng tá cử chỉ rườm rà của riêng đội trưởng họ. Thậm chí đôi lúc tiền vệ sinh năm 94 còn để mất bóng khi Man United thay vì phản công lại phải siết chặt khâu phòng ngự một cách vội vã nhất có thể. Trong khi De Bruyne không thể nói là chơi dưới trung bình khi anh có tận 6 đường chuyền thành bàn nhưng đều bị các đồng đội bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Bất chấp việc không kiến tạo hay ghi bàn, nhưng không thể phủ nhận rằng City đã đa dạng hóa các mạng miếng tấn công của họ hơn kể từ khi De Bruyne trở lại sau chấn thương. Thể chất không tốt không có nghĩa là tiền vệ người Bỉ giao hết nhiệm vụ phòng ngự cho đồng đội, mà anh dù chơi gần vòng cấm cạnh Haaland nhưng vẫn rất tích cực pressing, chăm chỉ lùi về khi đội mất bóng và luôn nhìn ra vị trí thuận lợi của đồng đội khi phản công ngược lại. Không mang trên tay tấm bằng thủ quân, nhưng ai cũng thấy De Bruyne là nhạc trưởng không thể thay thế của Man City vào lúc này. Điều này hoàn toàn trái ngược với Bruno, đang dần mất đi phẩm chất ngôi sao và luôn bỏ lỡ những thời khắc vốn có thể tạo ra bàn thắng cho United. Có thể ngày hôm nay, Bruno đã kiến tạo, nhưng giá như anh chuyền sáng nước như De Bruyne, thì chưa chắc United phải chịu cảnh bị lội ngược dòng đầy tiếc nuối. Gà nhà thì phải như Foden. Kể từ khi Pep Guardiola làm việc tại Man City thì đã có nhiều lứa cầu thủ trẻ từng cố gắng chứng minh năng lực trong mắt của ông, nhưng rồi cũng đều bị đưa lên thị trường chuyển nhượng, mà trường hợp gây thương nhớ nhất có lẽ là Cole Palmer. Thậm chí những sao mai hiện tại như Rico Lewis, Sergio Gomez, Oscar Bob cũng chưa chắc chắn ở lại, mà chỉ đợi một đội bóng nào đó để mắt về thời lượng ra sân đã chứng minh tất cả. Bất ngờ là trong đội hình đầy rẫy ngôi sao đi kèm với một hệ thống chiến thuật luôn hướng đến chiến thắng, Phil Foden vẫn luôn ở đó nhiều mùa giải để trở thành gà nhà duy nhất thuộc lò đào tạo của Man City có được suất đá chính thường xuyên. Trong trận derby Manchester, trong lúc Man United bận chăm sóc kỹ lưỡng Haaland thì họ quên mất rằng một năm trước không chỉ có mỗi tiền đạo cắm của Man City ghi hat-trick tại Etihad, mà trong 6 pha lập công đó, cú hat-trick còn lại chính là của Phil Foden. Việc để cho Lindelof phải dạt biên kim hãm mũi khoan đầy chất lượng như Foden ở cánh phải chẳng khác nào mồ chôn cho mục tiêu ban đầu mà United đề ra. Dù Lindelof đã làm khá tốt trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng Foden đã nắm thóp được Lindelof, xoay sở kém, và khi hiệp 2 bắt đầu, anh tạo nên một siêu phẩm sau cú rẽ trái cứa lòng đẳng cấp để gỡ hòa. Sự ma mạnh của Guardiola còn đẩy lên cao trào nhân lúc City đưa trận đấu về lại và xuất phát khi ông cho Foden đảo cánh. Và điều này cũng đã hiệu quả khi chính tiền đạo sinh năm 2000 đã dứt điểm hiểm hóc sau khi ban bật từ cánh trái để đánh bại Onana. Tất nhiên, cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 đủ để Phil Foden nhận về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không một ai có thể phủ nhận, cầu thủ 24 tuổi là một ngôi sao lớn và đội tuyển Anh để Foden dự bị cho Rashford tại Euro 2024 có lẽ là một tội ác. Nhờ có Foden, City đã chuyển bại thành thắng và nâng cao chuỗi bất bại của mình lên con số 19 mà chỉ hòa đúng 2 trận. Người hâm mộ của Liverpool cũng như Arsenal đã rất vui khi Man United dẫn trước, nhưng rồi lại thất vọng vì Man City quá mạnh. Với 62 điểm sau 27 trận, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của thầy trò Pep Guardiola khi họ vẫn chỉ kém hơn Liverpool 1 điểm. Mà cũng chẳng cần nghi ngờ xa xôi khi cuối tuần sau, hai đội đầu bảng sẽ chạm trán nhau tại vòng 28. Đây cũng được xem như trận chung kết của Premier League mùa này. Trong khi đó, các cổ động viên Man United đang cảm thấy vô vọng khi nhìn vào bảng xếp hạng vì thầy trò Ten Hag sau 2 trận thua liên tiếp mới chỉ có 44 điểm, kém đội top 4 là Aston Villa tận 11 điểm. Mà đừng quên, Premier League chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Giờ thì ai cứu nổi Man United khi mà cơn bão chấn thương vẫn đang chưa buông tha họ để níu lấy bất kỳ tia hy vọng nào. Giống như cái cách mà Man United dẫn trước Man City, nhưng rồi đội hình lại không đủ chất lượng để bảo toàn thành quả đó. Và giờ mọi thứ có khả năng cao là vẫn bết bát không có điểm dừng với bài quy đỏ trong hành trình tiếp theo.